chiều 20 tháng 9, đoạn clip trích xuất từ camera an ninh được chủ cửa hàng đăng tải lên đã tố cáo toàn bộ hành vi của người phụ nữ. Theo thông tin được chia sẻ trên, sự việc xảy ra vào lúc 20 giờ 45 ngày 19 tháng 9 tại cửa hàng chuyên bán mũ bảo hiểm, găng tay, đồ bảo hộ xe máy tại phố Nguyễn Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội. Những diễn biến từ đoạn clip cho thấy, người phụ nữ khi bước vào cửa hàng thì liên tục đưa ra hàng loạt câu hỏi và yêu cầu nhân viên bán hàng tư vấn. Với biểu cảm cùng giọng điệu vô cùng thản nhiên, người phụ nữ khiến nhân viên không chút mảy may nghi ngờ. Trong khi năm nhân viên đang loay hoay tìm hàng và trả lời khách thì người phụ nữ này đi qua lại, đảo mắt quan sát các cửa hàng. Sau đó, chị này đứng trước quầy thu tiền, nhanh tay với tới chiếc ví đặt trên bàn bỏ vào túi xách rồi chạy nhanh ra cửa, bỏ đi mất dạng. Bàn tay hư của người phụ nữ thò vào chiếc ví ảnh cắt từ clip. Đáng chú ý, trước khi lấy chiếc ví, mặc dù có một chiếc iPhone để phía trên nhưng người phụ nữ này đã không lấy mà chỉ lấy ví. Chi tiết này khiến nhiều người đánh giá hành vi của người phụ nữ rất chuyên nghiệp, vì lấy iPhone thường cũng không thể dùng được. Được biết, song song với việc đăng tải clip lên để cảnh báo, chủ cửa hàng cũng đã làm việc với công an để xử lý vụ việc. Đoạn clip hiện vẫn nhận nhiều chú ý trên.